Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Mùi Trái Cây nha. Nay muốn chia sẻ chất nuôi sầu riêng dễ nhất, nhanh nhất nha. Cái tí của nó này, cái tí này, nhà thấy cái tí của nó, cái tí của nó đó, rồi cái kia tôi cho cái đường tí của nó đây nha, cái đường tí của nó này. Đó mùi đi tán sầu riêng mà không biết tôi nha, không mà thấy cả tôi cũng không học, không học tôi sầu riêng nha, cái tí này, cái tí này, một mình phải theo cái đường này để không được nha. Mình không sai nhé, nó không sai đâu nhà ơi, nó riêng thì nó cũng tiếng của nó, là cũng tiếng của nó, nó mới ra nha. Còn là nếu mà biết không ngồi thì bỏ qua nha, không biết không ngồi nó cũng là cái biết vui này là cái tiếng của nó, mình không ngồi nó mới ra nha, không biết ngồi, nó là muốn đi cũng tưởng nó ra. Mình sầu riêng mà nó chín rồi á, thì nó có thể lấy vui. Sầu riêng mà chưa chín, tức là chín ở trong muối ở trong nó chín rồi, nhưng mà cái vỏ ngoài á, còn cứng á, nó rất là khó khui á, thì mọi người hãy khui bằng dao thái nha, bằng dao thái khui rất là dễ, dọc một đường từ trên xuống dưới, đó, dọc một đường bên này cũng từ trên xuống dưới, đó, vậy là nó ra được, khi nó ra được là mình khui nó ra được là nó ra được ha, rất là dễ đúng không mọi người, mình không biết khui á, khui nó mới ra, khui chảy máu tay luôn á, chảy máu tay, người bán sầu riêng mấy chục năm rồi người biết rồi, khui á mà nó không có đúng tiếng của nó không có ra đâu mà nhà đâu, khui đúng đường đúng tiếng của nó ép tới ra ngay à, rất là dễ luôn. Bán sầu riêng nè, bán sầu riêng ba ơi, ba đi rồi mình đi rồi. Sầu riêng nó chín là dễ khui đó. Ủa sao dễ khui vậy? Chín rồi. Mà sầu riêng chín là dễ khui được rồi. Rồi khui cắt ra ngay nè. Anh này mà đi về đâu? Đâu? Anh đang ngồi vậy? Không biết anh này là gì không? Không đâu, anh đang ra cái gì? Ok, thôi, ok. Ngon quá, ngon quá. Cả nhà ơi. Cả nhà ăn sầu riêng nha. Thấy không? Khô siêu chưa? Siêu chưa? Múa đây nè. Wow, cái này có vẻ ok hơn. Wow, 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 wow. Sao thế? Đây, đây, đây. Mời cả nhà này. Xuất sắc. Này ok hơn. Cái này ngon này. Cái này ngon chưa? Cái này ngon đúng không? Cái kia ngon. Ừ. Ừ. Cái này ngon hơn. Tôi nó dễ nè. Mà cả nhà nha. Xuất sắc rồi. Ừ. Nhân khui này. Ừ, cái này ngon ha. Trái kia cũng ngon. Cái này cái cuốn này. Cái này thơm ngon. Cái cuốn nó bị sâu. Sầu riêng rụng gió. Không, cái cuốn nó bị sâu á. Nó bị sâu cho nên nó rụng, nó không có già. Ô ngon á. Cái này nó bị một tí nhưng mà nó xem. Ồ, ở đây còn muối không? Không mà. Còn nhưng mà nó ở cái trái kia đó. Nó ngon thì ăn nó cũng đáng đúng không? Mai đây là cái bắt đèn không? Ngon, cái này xuất sắc. Ngon quá cả nhà ơi. Xuất sắc luôn á. Mở cơ cái gì nữa. Con ăn nữa nha. Để cho ăn đi, ăn tờ mé đi. Ngon lắm rồi, nãy giờ con ăn mấy cái chả giò. Không hết nè. Rồi là hồi kia ăn nhãn trơn trơn.
Thì cứ ăn ăn cho nó bù lại. Sáng nay ăn hột lép đúng luôn rồi. Ăn ngon quá. Cái này trái kia đâu có người sao. Cả cậu ơi, tiểu thơ đổi ý à. Đâu tiểu thơ đâu rồi? Đây cậu đây đi ra ngoài rồi. Trời ơi, tiểu thơ đâu rồi? Nói chuyện đang, tiểu thơ tí coi. Đang xin gọi điện đến định tiểu thơ cả nhà ăn măng cục với sầu riêng với lại mất với ba nhiêu tấm lúa mà. Cái này nó bị cái cuốn này nè. Hai cái này mẹ lựa, cái này nó lựa. Cái này lựa gì? Không, hai trái này mẹ lựa. Cái này nó lựa nha. Mẹ lựa ra đây lựa. Trái này nó để làm mẫu nè. Chứ mẹ lựa một trái nữa, còn trái này nó lựa. Chị Đào xong với chị Hương mới nhắn. Má kêu là qua chị đó chị bắt đi, bác bảo bà vẫn chưa biết được đi. Chị Sư gọi điện về cho bà bảo là đặt vé lên hết 50 triệu rồi, bà bảo không đi là phí tiền. Nói với cô là đi nhưng cổng đẳng mỗi ngày một ý. Thầy muốn à? Ngon quá. Ôi hai muốn nha, kẹp hạ cho nó hết rồi. Ăn cho nó đã. Ngon quá trời. Ngon quá cả nhà ơi. Xuất sắc luôn á. Còn trái này phần bà ngoại thì thơm nè. Phần bà ngoại thì thơm, trái to nhất nè, ngon nhất nè. Bà ngoại thì thơm về ăn nè. Nha. Rất là ngon luôn. Xuất sắc. Đi ra đây. Trời, bà mùi của Hương Điên vậy đó nha. Xuất sắc chưa? Xem thôi, không có đủ. Nhìn kìa, nhìn vô trái sầu riêng này, nhìn vô điện thoại làm gì? Nhìn kìa, xuất sắc chưa? Nhìn vô trái sầu riêng kìa. Em nhìn. Wow. Thơm thế. Thơm không em? Thơm. Ngon không? Trời ơi, sao lại chụp khác đi. Chụp, để chụp đi. Trái này thơm với bà ngoại đây. Mềm không? Vào cô gì thơm ăn nè. Xuất sắc. Nhà anh mất đi đã. Ăn mềm giống như cái gối trên kia. được. Sau này học văn được. Học văn miêu tả. Mềm như cái gối ở trên kia mới sợ. Thơm như cái gì em? Thơm sao? Thơm như gì? Ôi dính đầy răng được kìa. Uống nước rồi. Thôi để về bốc ăn đi Thơm ơi. Để bốc ăn đi. Nó ngon. Cái này ăn muối này thì cơ mà. Rồi ăn đi, bốc ăn đi. Ta nhiệm vụ của ta là ta khui ra bốc ăn nè. Xuất sắc chưa? Xuất sắc. Cú nào đến đây bốc nhanh lên. Cú rồi. Cái này mai nữa bị dễ. Thôi cứ đến đây bốc, đến đây bốc. Đang nóng hổi. Em đến đây em bốc nè. Ăn cơm đã. Đây, bốc muối đi nè. Cứ bốc đi, em cứ bốc đi. Nè, giờ xong bốc cho em muối này nè. Ôi, tuyệt vời không mặt trời. Đây, muối này cực kỳ ngon luôn. Cái này bên sao không? Nó vừa chín quá luôn. Wow. Wow. Cầm đây Huy. Đây, xong cầm cho. Thả mồm. Cắn. Ôi. Thả to đi. Sao? Cái này nó vừa chín tới nè. Thả mồm cầm đúng rồi. Ngon luôn. Rồi. Ngon. Ngon. Cắn miếng to hơn nữa. Bé. Thả mồm to nè. Hả? Ngọt lịm luôn. Ngọt lịm luôn. Mời cả nhà đây, cả nhà ơi, ngọt lịm tuyệt vời không mặt trời. Há mồm. Tuyệt vời không mặt trời. Nuốt đi xuống cầm coi nè. Xuất sắc. Há mồm trái hoa. Ngon hơn trái hoa luôn. Ba trái thì hai trái ngon hơn trái kia lịa lại. Cầm em miếng.
Nhưng mà nó... Đúng rồi, ăn bánh bự giống sân vậy á. Cơm nó nhiều quá, ăn nó ngán. Ừ. Ngon hơn trái hôm qua luôn. Ngọt xuất sắc. Đây bác lại rồi sao Thơm ơi. Không, năm thứ năm có 55 ngàn thôi. Mà nay 70 ngàn rồi. Ừ. Cái tôi mua ở bên Huệ. Không, lúc rộ nó khác. Trái này mấy ký? Trái này tôi mua 3 trái 10 ký. Mà hai trái kia nhỏ, trái này to nhất. 3,5 ký. Cái này á hả, hơi hơn. Cái này hả, 4 ký hơn. 4,5 ký. Ta xách nặng từ bên đây rồi. Cho má ma miếng giấy khăn. Xách nặng tay mà. Thank you rồi, lấy cái gì ma một cái, gì cho một cái, tay luôn. Một cái là ba cái đó. Ngon quá trời luôn, ngọt liền luôn. Em phát đi, em phát đi. Anh xong rồi còn ăn vải nè. Còn ăn na nè. Ăn nhãn nè. Bà ngoại ơi. Bà ngoại ơi. Đúng rồi, rồi gì cho xanh. Chị Diên hả? Đây, đang nhậu gì vậy? Úi dồi ôi, Diên hả? Hơi bị đát nhỉ? Cho xem mùi đang khui sầu riêng này. Nè, 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 nè. Mùi sân mai. Wow. Đây, chụp, chụp. Xốt xác, xốt xác. Nè, Sơn ơi. Để luôn nè, chụp ngang ra, chụp ngang ra. Máy ngang ra. Hỗ trợ tác nghiệp, đấy. Nó bỏ tay ra. Được rồi, thôi được rồi. Đây, đúng rồi. Em kìa chụp nó mới đẹp. Rồi, được rồi. Không biết sao. Đúng. Không chụp được, đang cầm vậy thôi chụp. Rồi cứ cứ chân cứ quay. Hả? Vậy là ngày mai nấu canh cua hay là nấu riêu cua? Thả mồm. Say hả? Thôi cho nghỉ chơi với em xong đi về tiếp đây. Tiếp đi mà. Say sẵn rồi hả? Mai đang thèm. Xác xác xác. Mà cái quần dài ấy trông lớn hẳn nhà. Rồi mẹ ăn liền. Bóc muối ăn đi. Ăn sầu riêng rồi ăn bằng tay mới ngon. Ngon không? Ngon. Xuất sắc luôn. Ngon không mẹ? Trái sầu riêng này là đúng ngon luôn đó. Tuyệt vời. Tuyệt vời nha. Ngon chưa? Hân đâu lên làm muối nè Hân ơi. Nè. Lên làm muối với bà. Nè. Ăn đi. Nè Hân. Tay. Ôi nó ngon, xuất sắc luôn. Đi. Ăn sầu riêng mà nó ngon á, ăn cũng xứng đáng đồng tiền nha mẹ. Bây giờ năm nay sầu riêng lại mắc hơn măng cục. Tự này chín hay là mua về lâu nó bị chín? Không, cái này tự chín nè. Này tự nhiên chín lắm mẹ. Chào ông, chào bà, mình đi học. Ừ. 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 Giỏi quá. Mày đi, chắc tổng, ăn bà nhé. Tổng kết một xíu đi rồi về ha. Ăn sầu riêng múc tay luôn đúng không? Cực kỳ ngon. Mẹ ăn thêm đi. Đang ngon á. Ăn nấu cái muối giỏi. Đây, cứ ăn đi. Nó đang ngon á, cứ ăn đi mẹ. Sầu riêng ăn nó bổ lắm mẹ ơi. Thôi, ăn vậy thôi. Xuất sắc. Ôi. Mẹ ăn muối nữa là còn phần thơm. Ăn đến đây miếng này nè. Ngấy hả? Ngấy rồi. Ngấy rồi hả?
Nhưng mà cái trái này là trái ngon nhất đó mẹ. Ăn cái này nó không ngán, ăn nó không ngán măng cục. À nó không có ngán sầu riêng. Ngày xưa thì ăn nhiều, ăn bao nhiêu hết. Mẹ hay mua của cái bà ngồi bà bán ở đằng kia đúng không? Ừ. Đi thể dục về là mua của bà đó. Đấy. Nay bà không bán, hôm qua bà bán mít không à? Dạ. Thơm qua nó mua mít của bà đó. Đấy là mà đâu ấy đó, Tiền Giang ở đâu miền mà Tây, mang lên. Người miền Tây á, người ta mang lên người ta bán cũng ngon mà rẻ lắm. Chị Nhà ơi, yêu thương, hãy tặng cho Mùi một like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ cho Mùi nhé. Giờ đây xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ.